Đội ngũ nhân viên phục vụ, các bạn phục vụ và kính chào quý khách. Kính thưa quý vị, đến đây thì nghi thức lễ thành hôn chú Lê Quang Trung và cô dâu Hoàng Anh xin phép được khép lại. Một lần nữa chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị trong buổi tối hôm nay. Kính chúc quý vị có một buổi tối thật hạnh phúc và thật tốt, quý vị thật ngon miệng. Bây giờ xin mời cô dâu Hoàng Trung cùng chào mừng.